Thưa quý vị, kết luận phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 6 năm 2021 diễn ra vào ngày hôm qua, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, chúng ta đã và đang thực hiện tốt mục tiêu kép, phát triển kinh tế xã hội đạt nhiều kết quả tích cực. Thời gian tới phải kiên trì thực hiện mục tiêu kép nhưng không máy móc, cứng nhắc, phải chủ động, linh hoạt, sáng tạo, hài hòa giữa phòng chống dịch bệnh và phát triển kinh tế xã hội, căn cứ tình hình thực tế tại mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương ở từng thời điểm khác nhau để lựa chọn mục tiêu ưu tiên. Thủ tướng thống nhất chưa thay đổi mục tiêu đã đề ra và thống nhất với hai kịch bản tăng trưởng được Bộ Kế hoạch và Đầu tư xây dựng. Tăng trưởng GDP cả năm 6% theo kịch bản 1 và 6,5% theo kịch bản 2. Xác định nội lực là cơ bản, chiến lược, lâu dài, quyết định. Ngoại lực là quan trọng, đột phá. Đẩy mạnh hơn nữa việc thực hiện 3 khâu đột phá chiến lược và 6 nhiệm vụ trọng tâm. Theo nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, nhất là về hoàn thiện thể chế và xây dựng hạ tầng chiến lược, cải cách hành chính, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, chấm dứt tình trạng đầu tư công dàn trải, kéo dài, manh mún, kém hiệu quả. Thủ tướng nêu rõ, phòng chống COVID-19 là nhiệm vụ phải tập trung trong thời điểm hiện nay trên phạm vi toàn quốc và ở một số địa phương. Phải lãnh đạo chỉ đạo thực hiện thành công chiến lược vaccine.